có thể mình bỏ trên xe, mình có thể để cho phòng ngủ, mình có thể để cho bàn làm việc. Có cái chỗ nào mà để mình nhắc nhở được, mà nếu mà mình cảm thấy nó nhiều quá rồi nó lộn xộn, nó chia trí và nó lung tung á, thì mình có thể mình bỏ vào cái hộp, mình đóng cất mình để một nơi tôi kín được ha. Hoặc là mình có ai mình cần đến mình biểu mình tặng. Trả lời câu thứ nhất của anh là khi mà mình có những cái tượng ảnh mình bị vỡ ha, thì gãy đầu, gãy tay, gãy chân này nhé. Con thấy có những người để cha thêm ý kiến, con thấy có những người họ ra họ đào cái lỗ ở sau vườn ha, họ còn trôn xuống kiếm một cái nơi mà tôn kính ha, mình thấy còn vấn đề bằng băng thùng đá thì con không biết có được hay không thì con cũng rõ lắm. Con thấy có những người họ làm như vậy, có những người họ cái ao của mình đang học bằng xuống cái ao mà để cho xuống ao thì con cũng không có rõ lắm cái vấn đề này, nhưng mà con thấy cái vấn đề này mình chôn cái tượng ảnh đó hoặc là gửi con ở hồi trước con thấy ở nhà chồng cũng có những người mà họ gửi những cái tượng bị bể đó về nhà chồng lại để nhà chồng tìm cách nào hủy đi đấy. Thì chúng ta thấy rằng các ảnh tượng khi làm phép đấy gọi là phật á biết đấy, nhưng mà khi mà không dùng vào việc đó nữa thì cái ảnh tượng đó coi như là không có giá trị. Ví dụ như chẳng hạn ta làm phép rồi ta bị đứt, đứt một mối thì nói là không sao, nhưng mà đứt năm ba mối nó không còn hiệu quả đấy, ta đã mất mối thì phải làm phép lại. Cái chẳng hạn đó một cái ảnh tượng bị vỡ không còn nữa, nó không còn phép nữa và nó trở thành không phải là vật thánh như chúng ta đã làm phép. Nên cứ việc là chúng ta bỏ đi thì như nhân dân đề nghị là chúng ta đào một lỗ cũng được, nhưng mà giả như mình có thùng rác nó vỡ vụn thì không sao hết, mình đừng để cho nên cớ cho người ta dùng cũng như là mang cái đầu của Chúa đi về bêu cũng được như vậy. Nhưng mà chúng ta nguyên tắc là nếu cái ảnh đã làm phép mà khi bị vỡ bị gãy hay xé rồi đó thì nó không còn phép nữa, ta cứ yên chí như vậy. Còn nếu mà cái loại giấy ta có thể đốt, nếu mà quý vị cảm thấy là vô lỗi quá, còn nếu bị xé thì cảm ơn cha. Còn về cái câu thứ hai tôi được trả lời anh là nghe chồng bận công thì không phải là chỉ có ngày cái mẫu không thôi đâu, nhưng mà hàng ngày thì ở các nơi họ cũng xin thân xin kiến cha các thầy ở nhà chồng khấn hứa, thì họ biết những cái ý nguyện đó họ gửi về đền thánh để khấn hứa, thì đền thánh ở nhà chồng cũng với bạn các bậc thầy treo trong nhà chồng thì kim nó lên để các cha các thầy đọc để cầu nguyện, đọc và cầu nguyện xin thân cho những người đó. Và cho nên cái đó là việc chung của trong nhà chồng đó, hàng ngày hàng tháng vậy. Và có thể là có một cái thánh mẫu có thể không có thao xuống mà hay là để trên đó thì có nghĩ không biết chắc không có gì ngăn trở cả, nhưng mà người này người kia mà đọc mà thấy họ thật sự họ có những nhu cầu và cần sự can thiệp giúp lành của Chúa của Đức Mẹ thì cũng là tốt thôi. Cũng cảm ơn Chúa là nhà chồng khi có cái đền thánh thì rất nhiều, rất nhiều người gọi về để xin thân và Chúa cũng dùng đó để ban những cái ơn lành cho họ. Đọc những cái thư mà họ gửi về sẽ thấy những ơn lành Chúa ban nhiều lắm. Chúng ta thấy nhiều
đau khổ lắm, nửa đêm còn gọi đến và các cha vẫn vui lòng để trả lời. Và khi quý yên chí là khi đưa tên lên quý vị để cho khấn đó, thì hãy dòng cạnh cái tên đi và cạnh số điện thoại, cái địa chỉ tất cả, tức là để giữ cái tính cách riêng tư của cá nhân khi họ gửi đến. Nên các cái này dòng chỉ biết là đọc thôi, chứ còn những cái ký ức của cá nhân thì bỏ đi, tại vì có nhiều cái ơn thần và xin đó, nó hơi tế nhị. Thì chú ý cái ý chí là khi gọi về đó thì không phải là bêu lên cho mọi người xem thấy đâu, nhiều khi chúng sai. Con xin hỏi là vừa rồi cha nói rằng là cái thái độ mình tới với Chúa đó, cái phần thứ nhất là mình tới như người cha với con. Thì theo con thấy, người con với cha, thì theo ý của con với một số bạn bè, nghĩ như vậy, Jesus là best friend. Và người bạn thân của mình, cái chuyện thì mình nói được hết. Và bạn mình rất thông cảm, mình hiểu, mình cùng một cái level của mình, hiểu được hết. Chứ còn nếu mà mình cả nên có những cái nhiều chuyện nói bố mình qua đó là nó khó lắm. Con nghĩ rằng là mình tới với Chúa như một người bản thân thì con nghĩ rằng là nó thoải mái hơn. Cảm ơn chồng. Vâng, cảm ơn anh đã có thêm ý kiến. Thật sự mình đến với Chúa bất cứ thái độ nào cũng tốt cả, đến là sao mình cảm thấy Chúa, nghĩ làm sao mình cảm thấy mình cần với Chúa, mình có thể thổ lộ với Chúa hết tất cả những gì của mình cũng được. Mình coi Chúa như một người bạn thân cũng rất tốt, một người mời bạn cho nên ra hết tất cả cũng còn phải tốt, biết cũng còn phải sợ sệt, rất tốt. Nhưng mà ở trong chính cái kinh lạy cha mà Chúa dạy chúng ta là kinh này, cả giáo hội của cái kinh này một lời cầu nguyện rất là đặc biệt và cao trọng, quan trọng nhất đó, mà Chúa chính Chúa Giêsu đã dạy cho tất cả mọi người chúng ta khi mà dạy cho con đệ đó. Khi các con cầu nguyện, con phải cầu nguyện như thế này: mình đến với Chúa như một người con, giống như con năm nay con 51 tuổi và con đến với ba con là 71 tuổi. Cái tâm tình của con đến với ba con nó sẽ không giống như là khi mà con mới có 1 tuổi, 2 tuổi mà con đến với ba con. Cái thái độ ở đây, người con đến với người cha thì mình dùng cái chữ cha con ở trong cái kinh gọi cha thôi. Nhưng mà nếu mà thực sự mình đến giống như một bé thơ đó, một đứa bé một hai tuổi mà đến với người bố của mình, tại vì sao? Bố nào mà không thương con, đúng không? Không thương con, không những bố thương mà bố còn có thể cho con tất cả mọi sự con có được mà trong cái phạm vi của bố. Mà mình tin cha của mình là Chúa toàn năng vô cùng, quyền sách vô cùng, quảng đại vô cùng, sẵn sàng cho mình hết. Và mình với một như những một em bé, một bé thơ rất là có cái gì để được đó, cái ý nghĩa của Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta. Còn mà mình đến với người con, một con lớn, nó khác, người con lớn. Mà nếu mà mình đến với Chúa giống như một người bé thơ đó, chưa biết nói thẳng cả, thế còn đang nằm trong tay đó, không cần phải nói, Chúa cũng biết. Thấy những người mẹ, con khóc là con không hiểu, nó chú ba cho người mẹ biết rất là đặc biệt, đó là thấy con khóc là biết con khóc vì đói, hay là con khóc vì đi cầu, hay là con khóc vì bệnh, hay con khóc vì thế này thế kia, tích lắm, còn dạy cho con biết. Cho nên tiếp tục cái đóng góp của anh là mình đến với Chúa như một người bạn thân rất tốt, đến với Chúa như một người cha rất tốt, đến với Chúa như người mẹ rất tốt, đến với Chúa với người anh em ngang hàng của mình cũng được, Chúa cũng sẵn sàng là một người bạn của mình để đồng hành với mình. Biết là làm sao để tốt chính ở đây, biết là làm sao để mình đến một cách chân thành, một cách cởi mở, không còn cái gì mà phải dè dặt hay giấu giếm hay là giữ lại. Cảm ơn anh. Trong tâm tình ta đến với Chúa như một người bạn, nhớ lại câu chuyện của Đức Hồng Y Thân. Bây giờ này là tôi tới Chúa và đang trong tiến trình để phong trần phước. Anh kể một câu chuyện là đến thăm một cái ông bệnh nhân. Thì ông ta nằm ở trong cái nhà dưỡng lão, có một cái ghế trống không ai ngồi cả. Thế thì hỏi ông đó là cái ghế này dành cho ai vậy? Thì ông bảo thì dành cho Chúa. Tại vì khi còn sống đó, ông tên là ông Jack đã đến nhà thờ để gặp Chúa hàng ngày. Bây giờ Jack bị bệnh, không đến được nữa, thì Chúa sẽ đến thăm Jack. Nên ông ta có một cái ghế ở bên cạnh, luôn luôn để trống lại để dành cho Chúa.
Nên trong tâm tình người cha của ông nghe học vừa đề nghị chúng ta hãy kế với Chúa như người cha hay như người ba, thì có thể là mình giải bày về tất cả những gì mà mình muốn. Bác nào bữa nay có cái câu hỏi con có cái microphone chưa cần, nhưng mà bác đã có một tí xíu này, một tí xíu là để con giải tỏa thêm một tí xíu nữa. Cái câu này nó tâm lý lắm, tại vì khi mà con chia sẻ cái này với những các em chia sẻ thì các em không tiếp nhận được, một số các em lớn không tiếp nhận được cái mà mình chia sẻ, các con chia sẻ, tại vì những cái cảm nghiệm của các em đối với là cha với mẹ nó xảy ra nó không có dễ thương dễ quý dễ mến giống như mà nếu mà mình đến với Chúa đâu. Những cái mà xung khắc gặp ở trong gia đình giữa cha mẹ và con cái mà các em nó phải chịu, nó phải nén, nó phải đè, nó phải uất ức. Cho nên khi mà nói với các em mà chia sẻ với đến những con đến với Chúa, những con đến với bố mẹ khó chấp nhận lắm. Mà nếu mà thật sự mình thấy không phải ai cũng có được một cái người cha người mẹ mà có thể đàm rất phải như là yêu thương chăm sóc bố về mình hết tất cả đâu. Cũng có những người cha người mẹ phải nói là mình thiếu sót cái bổn phận của mình đối với con cái, hoặc là không phải thiếu sót nữa mà những cái lối suy nghĩ của mình yêu thương con cái, quý mến con cái nhưng mà không làm cho con cái cảm được cái mình yêu thương, mình quý mến, mà làm cho con cái mình nó cảm thấy một cái sự ngăn cách giữa mình với họ, với con cái. Cho nên trở lại đó là khi mình cảm thấy đến với Chúa như người bạn rất tốt là như vậy. Con xin bác chờ bác phương sát rồi. Con bị tham thức trong tâm hồn của con là với những cái năng lượng trước khi thảm họa trên cái thế giới này thì chẳng hạn như bây giờ đạo Hồi giáo và ông đạo Thánh Chiến của Hồi giáo khuyên trên thế giới này để tham gia phong trào đó, và người ta hứa hẹn rằng sẽ có 72 cái tiên nữ sẽ phục vụ cho họ, và những cái mà trên cái đường hướng mà những người cái tiên nữ đó đã theo nhau, phải nói rằng họ dễ và điều thứ hai nữa là con cũng thấy là khi mà muốn chứng minh được mình là con người cho nên hoàn thiện thì tham thức là bây giờ những cái phong trào như đồng tình như luyến ái và những cái phong trào coi như là những cái xa những cái thảm họa ở trên cái đất Mỹ này có rất nhiều. Và bây giờ mình muốn chứng minh nó thì bây giờ khi người ta hỏi thì bây giờ mình phải trả lời như thế nào đó. Và bây giờ ai sẽ trả lời được cái câu đó thì những người công giáo mang danh là cái câu đủ thì phải trả lời cho nó chính xác đó. Thì bây giờ đối thoại với những người cái như Hồi giáo thì mình phải trả lời như thế nào, những người đánh chiến Hồi giáo phải trả lời như thế nào, và những cái phong trào đồng tình luyến ái mình phải cái nói như thế nào với tình yêu người ta. Và điểm thứ ba nữa là những cái vấn đề cái nhân xã hội, cái vấn đề như là lĩnh vực cái như kinh tế mình cũng phải cũng có cái như trách nhiệm của mình đó, mình bỏ phiếu hay là mình làm những cái gì mình cũng cái áp như là biểu tình hay là cái gì đó là cái như là cái của mình. Nhưng mà con thiết nghĩ rằng con thấy bây giờ nếu như đó, người công giáo mà coi như là để chứng minh được những cái điều hoàn thiện đó là mình phải chứng minh chứng trước một bài toán là phải có cái lý đàng hoàng. Thì bây giờ đi ra để cho những người công giáo mà coi như có cái căn bản như vậy thì bây giờ các cha có thể coi như cho cái các ví dụ có được những cái bài học thì khi mà cái như chúng tôi nói là trong đề tài ngày hôm nay là tinh thần coi như
là một vấn đề lớn, nhưng con nghĩ cái giờ này con không có cái cơ hội để con trả lời vấn đề này. Vấn đề thứ hai, vấn đề đồng tiền lưỡi lái cũng là cái vấn đề lớn, phải cần có một cuộc thảo thảo riêng để nói về vấn đề này. Vấn đề thứ ba, vấn đề liên quan chính trị bỏ phiếu hay là gì liên quan đến chính trị nó cũng hơi và cái đề này thì con nghĩ là có một điều đó. Nhưng mà đối với người Công giáo chắc chắn vấn đề khủng bố thánh chiến hay đồng tình luyến ái pha thai lừa thai tất cả các vấn đề mà mình thấy xảy ra trong xã hội ngày nay là người Công giáo Chúa vẫn khuyên mình cầu nguyện cho họ để làm sao mà họ cảm thấy được Chúa yêu thương, và mình đồng thời mình cũng phải tỏ là mình là những người để yêu thương đối với những người đó. Mình không có cơ hội để mình trả lời cho những người thánh chiến, những người Hồi giáo đó. Mấy khi mình gặp được họ, không có cơ hội để mình gặp người đồng tình với ai trong nhưng mà mình gặp được họ tất cả những người đó và trong đời sống cầu nguyện của mình với tâm tình là yêu thương cầu nguyện bằng ba cái thang. Câu hỏi của con về ngoài cái buổi cầu nguyện hôm nay, nhưng mà câu hỏi của con liên quan đến cái luật của giáo hội. Con thấy có nhiều người Công giáo tranh luận nhau về cái vấn đề là ví dụ như mình đi xem lễ cái đêm phục sinh với đêm cái đêm giáng sinh thì cái ngày sau có buộc phải xem lễ phải không, và có những ngày lễ trọng cái ngày lễ các thánh 1 tháng 11 với ngày lễ 8 tháng 12 là để mình nhận cái tội có buộc mình phải tham dự cái lễ không. Đó là câu hỏi của con, xin cảm nhận. Cảm ơn anh về cái lễ vọng phục sinh hay vọng giáng sinh. Mình đã tham dự cái lễ đó rồi thì cũng phải đi lễ hôm sau, tại vì đó cũng là cái lễ và cũng giống như là mình đi lễ tối thứ bảy ở đây đó thì cũng buộc phải đi lễ sẵn ngày chủ nhật. Còn các ngày lễ trọng như lễ các thánh, lễ mẹ của mình, các thánh lễ mẹ của mình là những cái lễ buộc của giáo hội, mà cái năm nào nó hơi rơi vào những ngày buộc đó thì buộc thì phải đi. Còn có những năm cái ngày năm nào mà nó rơi vào đúng cái ngày cũng như là nó sát vào cái ngày thứ bảy chủ nhật gì đó thì giáo hội Mỹ có quyền là gọi chính cái có nghĩa là không đi, không buộc phải đi này, tức là nó có những cái năm như vậy, có năm buộc phải đi, có năm không buộc phải đi. Mời di chuyển để lại di cho vì để cơ thể người các cái
biological là cái vấn đề mà cái sinh học, sinh lý hóa con người được nó làm cho họ là họ như vậy. Và nhiều khi phải nghĩ họ cũng là nạn nhân của cái vấn đề đồng tính này. Có những vấn đề về tại vì xã hội đã chấp nhận như vậy rồi, cho nên dần dần nó làm cho người ta cũng nghĩ it's okay, được làm như vậy. Nên bất cứ cho dù bất cứ vì lý do gì nào đi nữa thì xã hội mình cũng kêu mình ý thương yêu những người đó, hãy chấp nhận, đừng có xua đuổi họ, tại vì họ cũng buồn lắm, họ cũng cảm thấy lẻ loi, thấy cô đơn, mặc cảm như vậy không? Không chấp nhận cái việc đó nhưng mà đồng thời kêu gọi là yêu thương, nâng đỡ, giúp đỡ bằng cách này hay bằng cách khác. Nếu mà mình là người bạn của mình gặp trường hợp đó thì chắc chắn mình cũng thế là từ nay chúng tôi sẽ không gái, không còn bạn bè nữa. Mình nói như vậy, mà xã hội của mình vẫn là bạn, tiếp tục bạn. Không phải ở đây là mình bạn, cũng là mình ủng hộ cái việc họ là đồng tình với này. Nhưng mà bạn bây giờ tại vì tình nghĩa mình là những chuyện gì vẫn có với nhau mà bây giờ anh cứ như vậy mình vẫn tiếp tục nâng đỡ, gần gũi giúp đỡ anh. Ở trong giáo hội Mỹ, ở trong Mỹ này là thì xã hội hội đồng giáo hội Hoa Kỳ đã chấp nhận những cái hội hay là cái phong trào cái gì nhỉ? Gọi là All My Children, All My Children cũng giống như vậy, tức là tất cả mọi người đều là con cái của Chúa, cho nên những cái hội đó là hội những cái gia đình mà có con em của mình nó lâm phải vào cái chứng bệnh mà được bị đưa ai thì họ gặp gỡ với nhau mỗi tháng một lần để họ chia sẻ nhau về cái đau khổ của họ phải chịu, rồi chia sẻ với nhau về thấy những cái nhu cầu của con cái thế nào để mà giúp nhau để hiểu hơn, để cầu nguyện cho nhau là vậy, hiểu hơn để giúp đỡ con cái được hơn. Giờ cũng có những chương trình như vậy. Con xin hỏi một câu hỏi mà nó ngoài cái đề tài một chút. Thì cha Dương với cha Trân có thể là cho con giải thích cho con biết. Vì con biết có rất là nhiều người ở trong giáo xứ của mình mà người ta đi lễ, người ta đi, người ta nói như thế này: tôi đi một nhiều buổi lễ, xong rồi tôi đi quýt, tôi đi ra ngoài, tôi enjoy, chút xíu nữa tôi trở lại, tôi đi một nhiều buổi lễ xong thì tôi tác lại là thành một thanh lễ rồi. Thì đối với con thấy từ nhỏ đến lớn con chưa có thể nghe cái điều này. Yeah.
mà bắt đầu ca đoàn hát ca nhạc lễ, cũng là từ lúc đó đã đúng tâm của mình để đưa về đến cái giây phút mà tuyệt điểm của nó là cái phút mà chú nghiến mình trên bàn thờ, chú đổ ngồi trên bàn thờ, nó liên tục lắm để làm cho nên bộ ăn của quý cho mình đó. Rồi những cái bài đọc nó sẽ không hướng về cái điều Chúa sẽ chịu chết cho mình. Bài đọc một, bài đáp ca, nó đến lòng thương xót của Chúa, bài phúc âm, nó tất cả nó đều hướng đến cái tuyệt đỉnh của thánh lễ, đó là Chúa đổ máu cho mình, Chúa trở nên mình và máu để trở nên của ăn của quý cho mình. Còn rồi sau đó mình giao mình hiệp nhất với Chúa, trở nên một với Chúa trong cái thánh lễ, và rồi tiếp tục nhận lãnh của Chúa, rồi cũng là kêu gọi mình chia sẻ cái đó để cho những người chung quanh. Thế nên không thể gián đoạn được, nó gián đoạn. Có ai thì nó hỏi, có ai đi coi phim mà bắt đầu nó coi phim nữa, đi ra nghỉ cười đi xuống của họ lại không? Không có đâu, nói chuyện đó đi từ ra đi vô rạp muốn coi có hết đâu, coi được nữa là người ta ngưng, hay là đi ra coi trở lại có bảo chặt có còn liên tục không? Xưa xin sự rất đẹp, ông chồng chiều vợ nhưng mà không có tiền nên cho bà sử dụng một mắt trước, mắt nữa để đến tháng tới. Câu hỏi của chị không được phép như vậy đâu. Ngay là bây giờ từ khi mà thánh lễ được đổi lại, tức là gọi là coi như là khóa lại đó, thì nó có hai phần, phần phục vụ lời Chúa và phần phục vụ thánh thể. Ai mất một trong hai phần, tức là không chọn thánh lễ, cứ ngồi lại đi một nửa, ngồi trở lại một nửa thì còn hết. Thánh lễ có hai phần, phục vụ lời Chúa và phục vụ thánh thể. Mất một trong hai, chúng ta không chọn lại thánh lễ. Nên nếu ai đã mất thì phải giữ lại cho em, chứ không phải là tôi mất phần thứ nhất. Rồi nếu tôi xem phần thứ hai, tôi bù lại được rồi, phải như vậy. Thế là phải thật đẹp. Cũng như mỗi một ngày chúng ta được rước lễ hai lần, thì lần thứ hai được rước lễ trong trọn vẹn từ đầu đến cuối, tức là thăng thi lễ, chứ không phải là bây giờ mình đến lễ thứ hai thấy sắp sửa được lễ mình đến được lễ là thứ hai lần, phải như vậy. Lần thứ hai là phải sự trọn vẹn mới được. Lần thứ nhất chúng ta thiếu cũng có thể được. Các linh mục đầu tế khi đã bắt đầu làm thánh giá Genesha và Con và Thánh Thần thì không được một linh mục nào luôn được dừng lên đó, tức là không thể nào mà quý vị một cha đồng tế vô sau khi chủ tế đã làm một thánh giá. Nếu được phục vụ rất là mạnh như vậy đó, chúng ta phải hiểu như vậy, nên không có kiểu là một nửa đẹp một nửa đỏ, bất một phần nào là coi như thế này. Mời chị thấy sao? Chúa ở khắp mọi nơi con tin điều đó, nhưng mà khi con nói hỏi con thấy rằng là họ không thích tới nhà thờ, ngay cả ngày chủ nhật cũng không muốn tới luôn. Thì con có cũng giải thích, nhưng mà thấy người trẻ đã nói rằng Chúa ở trong lòng con và trái tim con, Chúa ở khắp mọi nơi, không phải đến nhà thờ với con Chúa. Thì cha cho con một câu trả lời để con có thể đối thoại với những người trẻ. Cho nên nó như vậy, rồi bắt đầu khi các em nó lớn lên, nó ra một cái
cho cái cuộc sống hàng ngày của họ, không cần phải đi đưa tới nhà thờ mà Chúa ở khắp mọi nơi là được rồi. Đó, mình phải hiểu như vậy khi các em trả lời. Nhưng mà khi các em nói Chúa ở khắp mọi nơi, mình phải đồng ý với các em nói không sai, cùng Chúa ở khắp mọi nơi. Chúa đang ở trường học với các em đấy. Chúa đang ở cái quán Starbucks của các em đấy, đúng. Nếu mà các em thật sự nhận ra Chúa ở đó, tốt lắm, quên các em luôn luôn ở bất cứ mọi nơi mọi chỗ đều phải nhận ra là Chúa hiện diện ở bên, tốt lắm, Chúa khắp mọi nơi mà không sai. Nhưng mà Chúa ở Starbucks, Chúa ở trường, Chúa ở chơi gaming, bowling hay có gì, Chúa mỗi nhà thờ đó, Chúa mỗi nhà thờ đó. Và cái nơi nhà thờ nhất là ở trong bí tích thánh thể là một cái chỗ, một cái nơi mà chúng ta thấy rõ Chúa nhất, thấy rõ Chúa hiện diện nhất, không phải là còn hình bánh hình kiểu nữa. Nhưng mà sau khi cái lời truyền dắt của linh mục, bánh và hình đá trở nên mình thành Chúa, máu thành Chúa. Các em vừa rồi cũng đi giúp đỡ tinh tâm linh thao cho các em, nhưng mà mình chia sẻ với em vậy. Nói khi mà liên quan đến cái này thì mình kể với các em cái câu chuyện mà phép lạ thánh thể ở Lanciano ở bên Roma, bên Ý đó, miền Nam Ý. Nếu mà các bạn xem có đến Roma, em nếu Roma lấy xe bus thì thuê xe chạy xuống mặt Nam Ý, thành phố nhỏ gọi là Lanciano vào thế kỷ thứ 8. Phép lạ thánh thể đã xảy ra. Một cha dòng Basilio đang đi dâng thánh lễ ở trong nhà nguyện nhỏ dưới hầm, nhỏ hơn một nửa, một phần ba cái kinh thánh nhỏ. Còn đến nơi thì có một cái bàn thờ gì giữa chung quanh trong và có thể được ba hàng ghế thôi, trong nhà nhỏ các nhà bên nhà nhỏ. Ngày này tháng nọ cha cảm thấy tự nhiên không sao bây giờ có phải Chúa thật hay không. Một cha đấy chỉ trước 30 năm rồi, nhưng không biết bao nhiêu thánh lễ rồi mà vẫn còn hồ nghi, vẫn còn đang hoài nghi không biết có phải Chúa thật không. Cảm thấy nó khác gì cả. Kiểu khi chuyển giác sau khi chuyển giác cũng như vậy, cũng tấm bánh là tấm bánh, cũng như kiểu là đi việc. Mà một hôm sau khi mà cha chuyển giác, Chúa làm phép lạ, bánh đã trở nên mình thành Chúa, rượu đã trở nên máu thành Chúa. Và cái phép lạ người ta vẫn giữ nhé, vẫn giữ ở trong cái nhà thờ La Chia nói cách phép lạ khác. Họ sẽ gửi về tòa giám mục hay là gửi về tòa thánh, các thứ cách nào thì không biết. Nhưng mà phép lạ là Chiano bây giờ mình thành và con thánh vẫn còn đang đây ở trong nhà thờ lớn đã xây trên. Phép lạ xảy ra ở dưới hầm nhà thờ nhỏ, nhưng mà bây giờ đưa lên trên đặt ở trong mặt nhật, mặt nhật mà chúng ta cũng là mình trong thánh thể hay tí nữa sẽ mà trong thánh thể biết tí nữa có trong thánh thể đấy, nó đặt ở trong mặt mình thánh. Bây giờ cái này còn không có ấy, chúng tôi nghe nói thôi, tức là hôm đó thì thấy là khô nhé, mình thánh chúa khô lại, có thánh chúa khô lại tầng thành cục, có cục to, có cục nhỏ, nó nhiều cục nó trong cái chân thánh mà để. Và còn mình thánh thì bây giờ nó không còn nguyên vẹn nữa, nhưng mà nó hết rồi, nhưng mà vẫn còn mình thánh ở đó. Thì họ nói vào cái lễ này là mình máu thánh chúa đó, cho con cô Christy vào tháng 6 thì tự nhiên mình và máu thánh chúa sẽ trở ra một điều rồi. Thì con không có rõ cái vấn đề đấy, nhưng mà cái vấn đề đó là vào thế kỷ 20 này, tức là khoảng năm 1970 thì phải. Những cái nhà khoa học đó, thì họ trình lên tòa thánh, họ xin làm một cái experiment, là cái khám nghiệm đó, là họ cũng thử nghiệm có thật có phải đây là mình thánh máu thánh Chúa hay không. Mà có thấy cái này có nhiều người mà không hiểu tại sao mình đã tin Chúa rồi mình cứ tin đi, còn khám nghiệm thử nghiệm làm gì nữa, tin là thuộc về cái phạm giới cái giới đức tin mà, chứ đâu phải là về cái giác quan xác thì mình đâu, nó phải dùng đức tin mà mình tin chứ. Nhưng mà Đức Thánh Cha, con quên là Phaolô Đại Lục hay là Đức Thánh Cha nào không rõ, mà đã chấp nhận cho các nhà khoa học họ làm thử nghiệm mình và máu Thánh Chúa. Và sau khi họ đưa mình thánh và máu Thánh Chúa vào phòng thí nghiệm dưới ống kính hiển vi để họ thử nghiệm và họ phân tích ra tính chất, thì họ đã xác định rằng điểm thứ nhất, đây là thịt và máu của người, chứ không phải của vật, của human flesh và human blood. Sau khi họ thử nghiệm, đây là thực sự
là thịt của người và máu của người. Cái điểm thứ hai mà xác định máu và thịt đều mang cái loại máu là AB, AB của con người. Cái điểm thứ ba thì họ xác định là thịt đó mà họ lấy từ mình Thánh Chúa đó, họ thấy cái thịt đó là cái thịt của cơ đi của con người, thịt từ trái tim của con người. Và cái điểm thứ tư mà họ xác định thêm là họ bỏ lên bản thân, họ bỏ lên mình Chúa bên này, máu Thánh Chúa bên kia, mặc dù là cái to miếng to miếng nhỏ thì cái cán cân nó vẫn ngang bằng nhau. Họ bỏ bên này 2-3 miếng miếng Thánh Chúa, bên này một năm trước cán cân vẫn bằng nhau, họ bỏ 4-5 cái bên này một cũng bằng nhau. Mà khi con đọc cái thứ đó thì con nhớ lại khi mà con bé đã học thì trong kinh bản của kinh cổ nó dạy rằng là mình bỏ Thánh Chúa dù chỉ một tí thôi cũng gồm trọn cả mình Thánh Chúa, máu Thánh Chúa, cả thiên tính, cả con người, cả hoàn toàn Chúa Kitô của chúng nó. Chứ không phải là chỉ có một tí là chỉ được một tí Chúa thôi, hay chỉ được một nửa, chỉ được một nửa Chúa thôi. Cho nên cho nhiều khi mà mình đến được mình bỏ Chúa mặc dù một tí thôi cũng gồm trọn cả Chúa Kitô. Cho nên trả lời cái câu hỏi của chị như vậy, nếu mà có gì trả lời được các em, Chúa ở khắp mọi nơi đúng, nhưng mà Chúa hiện diện ở trong thánh thể thật, mà real present, sự hiện diện thật sự, tức là không còn phải là hình tượng nữa. Nếu mà mình cái này phải được đức tin thôi, nhưng mà trong lịch sử Chúa đã làm rất là để cho tại vì cái sự kém lòng tin của con người thôi, thì Chúa đã làm rất là để biết mình thành một thành bệnh và điều, cho nên mình thành một thành Chúa. Cho nên nếu mà khuyên các em nếu còn đi đâu ở chỗ nào vậy con tìm Chúa đều ở đâu tâm thì mọi mẹ quên con nên thờ thứ nhất thờ để gặp tập Chúa, để Chúa hiện diện thật sự trong đời.